đột phá cho ngành nail. Lee K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Ok đi. Okay. Thì không gì làm thì làm vậy. Đi sớm mà. À, mà từ từ cũng được. Đi chợ, đi chợ mà. Không cần sớm đâu. Đúng rồi, sớm đó, tụi con đi chợ về cũng được. Đâu có. Còn cái từng nữa mà nói gì? 8 giờ tụi tao lên. Trời, sớm vậy? Cho tao nó ngủ đi. Còn mày có đi làm thì làm. Bữa nay có bánh cuốn nè các bạn. Nha. Bây giờ dạo mình sẽ làm khoai tây nhào các bạn ơi. Của mấy? Mashed potato. Ha. Tại vì em thích ăn giỏ nên em phải để giỏ nè. À hả? Cái khoai tây này người Mỹ có ăn giỏ thôi các bạn. Đưa nhớ nho đi ăn nha. Rồi ơi các bạn ơi, nho bự quá nè. Người ta nghèo thì người ta giàu thì người ta ăn nho Mỹ các bạn. Còn tôi nghèo thì tôi phải qua Mỹ ăn nho. Các bạn nhìn nè. Nho chứ là cái này bự bự mà. Ăn đã luôn các bạn. Mình thích ăn nhất là cho bự bạn ăn sướng miệng các bạn. Ăn sướng miệng ở đâu có tóc mình có cái đuôi nữa các bạn. Bây giờ thì trong khi mình chờ đợi bữa nay mình sẽ ăn bò bít tết các bạn ha. Bây giờ mình sẽ luộc mấy cái khoai này. Ở đây có xà lách son để lò lót với bò bít tết. Thì có làm gì thì nói cho nó chứ lần nó làm nhà nó làm nhỏ 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 sửa nhỏ này. Sao thì nó sao tiếp thôi. Cuối tuần chút nó nghỉ đó. Nhà bự quá. Chút nó làm vàng đó. Rồi bà thiên chú bạn. Ồ. Còn mấy cái con kia. Ừ, mấy đó dễ. Từ từ. Bây giờ trong khi mình chờ đợi thì mình sẽ ẵm con của mình các bạn. Con của mình nó dễ thương quá. Các bạn ơi, nhìn nè, chắc ơi. Ôi, chắc ơi. À. Hay, hay người ta đi. Hay khán giả của ba đi. Bây giờ là chuẩn bị chiên bò bít tết các bạn ha. Hùng cái. Hùng cái hùng đảo à. Hung đảo quá à. Hai cho con mình ha. À. Dạo mình đã làm khoai nhào tới đâu rồi các bạn? Dạ dằm đó. À. Bây giờ mình sẽ làm khoai nhào theo kiểu nhà làm. Hồi xưa mình ở bên Việt Nam mình ghét ăn khoai tây đó các bạn. Nói chung là đa số người Việt Nam của mình họ không thích ăn khoai tây các bạn ơi. Nó ăn nó lạ lạ, nó đập làm sao đó. Nhưng mà ăn hoài nó ghi các bạn. Ăn hoài nó ghi. Hồi xưa mình ăn cái khoai tây thì học tiên mình ăn khoai tây thì mình thấy nó lợ lợ, nó lạ lạ. Các bạn biết không, hổng gầy á, hổng gầy á, có quá trời fan hâm mộ mua hàng của mình các bạn. Đúng là làm cái gì mà có người yêu thích mình nó sướng đó bạn. Quá trời người coi YouTube mình các bạn. Rồi. Các bạn biết không, có quá trời người coi kênh YouTube mình các bạn. Mà đa số những người coi kênh của mình á là chủ tiệm nail các bạn. Họ mua ủng hộ mình cỏ quá trời. Các bạn biết không, một năm á, ở tiệm nail á, một người thợ á là xài 5 cây cọ. Mình nói là một năm á nha. Mà các bạn biết không, mà chủ tiệm nail là có mười mấy người thợ, người ta mua gì người ta cho thợ xài bạn, người ta mua mấy chục cây luôn. Mua mấy chục cây luôn bạn. Đó, trời ơi, ở bên Mỹ này chơi rồi người ta mua bột đắp bột nữa. Bởi vì cái sự ủng hộ của các bạn rất là nhiều bạn. Bây giờ cái cream cheese. Vợ của mình nó sẽ bỏ cái hiệu Philadelphia Original Kimchi vô. Mình có thể mua ở ngoài chợ các bạn, nhưng mà bây giờ mình sẽ nấu lần mình sẽ tự nấu mashed potato theo kiểu của mình các bạn ha. Khoai tây nhào. Neutral cheese. Ai mà chế ra mấy cái bơ này cũng hay lắm các bạn. Trời ơi, giờ bỏ cái này vô. Để bơ đi, cái kia bơ. Một bơ, bơ màu vàng vô các bạn ha. Mình sẽ trở lại với công thức của mình đi các bạn. Bây giờ là whipping cream. Whipping cream. À,
hồi xưa mình mới ở Mỹ, bạn biết mình đi học á, mình đi học trường chính phủ, bạn họ cho mình ăn này, ăn cái gì. Hồi xưa qua bên Mỹ đi học đâu có tốn tiền đâu bạn, mà được ăn miễn phí nha. Trời, nó vô nó cho mình ăn cái này mình ghiền lắm các bạn, ngon lắm các bạn ơi. Dạ bắt mình hết ha. Dạ nấu tay chảy cho bơ này. Bây giờ bắt lên tiếp. Đó. Tay bơ này. Bỏ vô đây miếng muối. Bỏ miếng muối vô. Mọi hồi xưa đi học bên Mỹ, mỗi một ngày khẩu phần ăn của một đứa học sinh là một cái bánh hamburger, một cái muỗng khoai tây nhào mashed potato này. Đó, một cái muỗng khoai tây nhào này với lại một hộp sữa màu trắng các bạn. Đó. Với lại một trái táo các bạn ha. Nói chung là mỗi một ngày là cái khẩu phần ăn vậy đó. Cái này nếu mà các bạn làm số lượng lớn các bạn dùng cái máy đánh cho nó lại ha. Còn cái này các bạn làm số lượng nhỏ cho nên các bạn không cần phải dùng cái máy. Này nấu cho nó bơ lại, nó sạc lại là vừa rồi đó. Bắt đầu giờ lấy steak cho làm. Rồi. Bây giờ làm steak đi các bạn ơi. Lux BOS System là một hệ thống quản lý tiệm nail. Chỉ với 149 đồng một tháng, các bạn có thể làm nhiều thứ với cái máy này. Chia thêm cho thợ nail để thợ nail không quýnh lộn với nhau. Lấy hẹn cho thợ nail, khách có thể book hẹn online hoặc là gọi điện thoại vô vẫn được. Đánh giá trực tiếp từng thợ nail, khách sẽ đánh giá những cái dịch vụ do thợ nail làm và tích điểm cho khách hàng khi mà khách hàng tới tiệm nail của các bạn có thể tặng quà cho khách hàng. Và cái máy này có thể chức năng là gửi text message tới điện thoại của khách hàng để nhắc nhở họ đã lâu rồi không tới tiệm nail của các bạn. Chỉ 149 đồng thôi, cái máy này nó sẽ giúp cho các bạn lên top của Google. Tiệm nail của các bạn sẽ nằm trong top 3 tiệm nail khu vực. Hôm qua mình đi chợ á, tự nhiên mình thấy mấy cục steak ngon quá bạn. Cho nên mình về mình mua về mình làm ăn. Steak thì nó chín lẹ lắm. Thấy không? Sắp được ăn rồi các bạn ha. Còn cái bia bỉ, bữa nay mình phải uống bia của Du Bỉ hồi xưa các bạn ơi. Bia bỉ là mình ướp lạnh các bạn ha. Bia bỉ nha các bạn. Và bữa nữa trời ẩm lên thì mình sẽ không có ở nhà nữa, mình sẽ chẳng còn mình đi chơi nè. Ở Mỹ nó có rất là nhiều nơi để chơi. Thì tháng 4 á, là nó có lễ Easter, là mình đi lụm trứng, dẫn con đi lụm trứng các bạn. Tháng 5 là nó có lại hái dâu, mình sẽ đi hái dâu xong rồi được tuần sau này nó sẽ có hái blackberry là dâu đen các bạn, đi hái dâu đen luôn. Đi hái này miễn phí các bạn, chỉ mình tốn công mình chạy quả chơi thôi, quay phim đồ ha. Rồi thì cái tháng 7 cái mình có lễ hái đào với lại bắn pháo bông, không đi xuống hội chợ chơi. Tháng 9 mới là hái táo nha các bạn. Đó. Rồi ở bên này nó có sở thú nè, nó có Grand Farm nè các bạn, nó có, nói chung là năm nay có rất là nhiều nơi để đi các bạn, không? Ok các bạn ơi, bây giờ là nó nóng lên rồi, bạn thấy không? Đó, khoai tây nhào của mình. Các bạn biết người Mỹ họ nấu ăn họ không có nêm nếm như mình bạn. Họ bỏ vô nồi họ nướng, đa số người Mỹ họ ăn là họ nướng các bạn, họ không có chiên xào với mình đâu. Không, giống như steak này không? Họ đốt dưới đây tầm 15 phút là họ lấy ra ăn. Đó, khoai tây họ bỏ vô lò nướng họ nướng ra ăn. Không, còn nếu mà lạc không... bịch sẵn thì mình mua từ từ cho mình tự làm. Giờ để nó qua một bên, giờ mình làm cái steak. Rồi. Xong, nhìn thử không? Để nó nguội phỏng. Ok, để chiên qua bên này. Đơn giản. Xong xuôi, nó xôi bùng 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 các bạn. Hồi xưa đi trường học là mỗi một ngày cái bà ở trong căng tin á, bà múc cho muỗng. Đó, mỗi đứa cầm một cái thao, không múc cái bụp cái vô cái một cái thao của mình. Mày ăn. Bây giờ mình sẽ ăn steak chín. Người mình thì thích ăn steak chín các bạn ha. Giờ thì mình sẽ xào nấm măng steak các bạn ơi. Mới ăn khác khổ. Bây giờ chiên cái này thì nó quá đơn giản hay không có gì cầu kỳ cả các bạn ha. Bây giờ mình sẽ lên mình sẽ sắp bàn mình ăn các bạn ơi.
Còn dạ, mình nó đã gắp xà lách ra rồi, cải ra rồi. Giờ chờ xét thôi. Người Mỹ họ hay bỏ cái xét này lên cái lửa mà bằng điện các bạn, giống như là cái, nướng cái chảo kia mà nó cái chảo kia. Đó. Chảo này đi. Chảo kia thì nó có cái lằn giống như nướng barbecue. Steak quá. Đó. Ngon quá các bạn ơi. Cơm lại nha. Chết qua ba, chết qua ba. Ba qua chết, ba qua chết. Rồi đang đi. Cho hoàng thượng ngồi xuống nha. Đây hoàng thượng có đồ ăn đi nè. Muốn chơi hả? Ok các bạn ơi. Đây, một phần bò bít tết các bạn nha. Ngon không? Mình ăn ghê mày. Ăn bò bít tết phải dùng cái dao màu vàng Thái Lan này cắt mới đứt các bạn, chứ dùng mấy con dao của người Mỹ cắt mà không đứt. Tâm vô. Này mẹ của mày nè. Rồi. Cái giấy nè. Uh-huh. Nó chán rồi bỏ vô dĩa luôn mẹ. Ừ. Mẹ muốn lấy chén. Bây giờ không? Thì mình sẽ múc salad cho dĩa bạn, mình phải ăn giống như người American. Người Mỹ. Tâm ăn con hành là ăn đi. Ăn con là ăn. Thôi lên đi, chú muốn gì? Chào ăn, ăn đi. Thôi, con ăn này được rồi mẹ. Đây. Ăn cơm kìa. Thôi, để chú Út ăn. Mày hơn ăn nó. Để cho chú Út nó đi. Rồi, các bạn ơi, người Mỹ họ tối rồi. Sốt đi. Trong lắc nó đem về. Thôi, để cho chú Út đem về đi. Rồi. Cho con miếng ha. Không ăn rồi, nó phải đem về, nó không để đây không ăn. Sốt đi qua nè, coi tôi vừa ăn không vậy. Bữa nay mình sẽ uống một loại rượu, một loại bia. 600 năm. Còn chảo kìa, cái gì đẹp bắt. Còn chảo thì còn cái thì còn bắt lên rồi. Chính rồi, chính rồi. Chính rồi, chính rồi. Cạn ly các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nail Supply của Nhân Lì và cảm ơn các bạn đã coi phim của Nhân Lì. Nó chính là của mẹ còn đỏ chứ. Ừ. Wow. Bỏ lại nha. Đâu tổng nào. Vừa ăn các bạn ạ. Không chấm sốt rồi. Không vừa ăn. Người Mỹ họ ăn nướng này bạn. Ăn còn lỗ quét à. Ngon. Thôi em với mẹ với Tâm là phải thêm. Rồi. Ăn thêm không? Vừa ngon. Bà mẹ con đi vô. Chắc nhóm đó thì vô mình trước đi. Không chấm sốt à? Quá là chưa ăn luôn. Ăn qua thằng con luôn. Trời ơi. Mẹ tạ. Kì kì bảo luôn. Em vô luôn. Từ từ em gắt cho ông Tâm mẹ cho đi. Quá là ngon luôn các bạn ạ. Khoai tây được rồi. Khoai tây nhà mình làm cũng ngon các bạn. Bỏ thêm bơ vô tao. Mình ăn một ít tới mà mình ăn mì á, giờ đũa luôn rồi. Cái bia cũng ngon.
Trời ơi, nó ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Ngon, ăn đều, ngon không? Ăn. Tính không? Cháu có cũng mát. Ăn đồ bụng mày ơi, biết đi. Không sao nha, mang nó xong uống bia vô chính nè. Còn mẹ con mình không. Hấp dẫn quá. Quá ngon các bạn ơi.